Kêu mấy đứa nhỏ vậy đứng dòm cười vậy trời. Mẹ. Cái gì? Công nhận hai đứa con nó đẹp quá mẹ ha. Nhìn tụi nó ngủ như thiên thần luôn ha mẹ ha. Ừ. Cháu nội của mẹ mà. Trời ơi, đẹp trai. Dễ thương. Đúng rồi. Trời mẹ. Công nhận á, con nghĩ lại con thấy con giỏi ghê luôn á mẹ. Con sinh ra hai đứa con mà con nuôi nó, con dạy nó, lớn lên nó vừa đẹp, nó vừa giỏi. Trời. Con thấy hai đứa nó tốt hơn hai đứa con của mẹ luôn đó mẹ. Ý con nói vậy là sao? Chứ mẹ thấy mẹ đẻ ra hai đứa con mẹ, thằng Hạnh và thằng Phúc á, đứa nào cũng đẹp trai mà đứa nào tính tốt hết trơn á. Con giỡn mà mẹ. Giỡn gì kia cô vậy? Bực bội sức. Làm như mình đó biết đẻ hả? À. Sáng sớm là muốn chọc cho chửi rồi à. Còn cái thằng này nữa, phòng không ngủ xuống đây ngủ à. Thật lớn để mẹ chửi hoài. Mẹ. Gì? Có gì ăn không? Mới ngủ dậy đói bụng quá. Sao mỗi lần mà con gồng người hay là con khum người là con hay nó bị phọt hơi ra vậy ta? Bất lịch sự quá. Muốn gì thì đi chỗ khác đi, đứng gần người ta mà làm. Sáng sớm là người ta về thanh lọc cơ thể đó. Đi đi. Làm như bất ngờ lắm. Trời ơi. Mẹ ơi. Mẹ là bị huyết áp thấp mà mẹ còn không ăn sáng nữa. Lúc đó tụt đường huyết rồi sao? Khi nào tụt rồi mẹ ăn. Ha. Hai cái thằng này lúc nào cũng trễ. Hôm qua coi phim khuya phải không? Dạ đâu có. Tại có học bài. Mọi người trả lời một câu là sao? Anh siêu ghê ha. Vừa coi phim mà vừa học bài được luôn. Quả là giỏi. Ừ, thì anh siêu như vậy anh mới đứng nhất lớp. Chứ bây giờ anh muốn bét lớp như em cũng khó nữa. Ủa? Mà phim gì vậy? Phim phiêu lưu thám hiểm hay lắm ba. Đưa cái link cho ba coi ba. Nha, em? Cái này ba đang rảnh. Em làm vậy là làm hư ba đó. Rồi, thôi đi học lại đó, đi, đi. Mẹ nè. Dạ. Đem thêm bánh mì ăn con. Dạ. Con. Dạ, nè. Cảm ơn mẹ. Nướng ổ. Cảm ơn nội. Ừ. Nè. Đi. Mẹ. Thưa cả nhà con đi học. Ừ. Thưa cả nhà con đi học. Rồi. Mẹ nhớ thủ tục không mẹ? Ừ. Đừng có mẹ. Thưa mẹ con đi học. Đi đi. Lại đây. Nhanh lên. Nữa hả mẹ? Ừ. Học giỏi nha. Nó lớn rồi mà. Đâu có cần phải như vậy đâu. Lớn cũng còn con em chứ còn ai. Còn con á, lên phòng khám phụ việc cho người ta. Đàn ông sức dài dai rộng rồi, ở nhà ở không hoài không thấy xấu hổ hả? Trời ơi, ông mình có là con nó tội nghiệp nó. Ở nhà nó phụ tôi biết bao nhiêu việc, đâu có ở không gì đâu. Nếu nó không có ngồi nó canh á hả, thì cái chứng khóa của ông như mới vô lộn. Bà làm cái gì ở nhà mà phải phụ hả? Ôi đất ơi, đàn ông là phải đi làm. Ở đây đi. Nè, Hoàng Anh nè. Anh ta phụ nữ đó hả? Mà người ta làm quân quất suốt cả ngày. Còn đàn ông thì tối ngày ăn ở nhà ở không không. Không biết con nhà ai mà kỳ cục. Con của ông với tôi chứ ai. Ủa mẹ, nãy mẹ nói mẹ không ăn mà. Nãy mà ăn. Giờ nghe nói á, tụt đường huyết vậy ăn. Mẹ ơi. Trứng chả. Công nhận nha. Tướng anh á, cầm bao rác đi đổ sang dễ sợ. Mà còn đẹp. Em cầm mới đẹp á. Thiệt không? Thiệt mà, không tin cầm thử đi. À, anh nghĩ là anh sẽ cầm. Má. Đi vô đây. Trời đất ơi. À. Đi. Nội của con nội. Cái gì vậy?
gì mà sự vậy? Nó đánh nhau ngoài đường, con đi về con thấy con xách tay nó về đây. Sao vậy con? Con đâu đánh lộn ngoài đường đâu. Mày dám cãi hả mày? Hả mày? Mày dám cãi hả? Mày bị người ta đánh hay là mày đánh người ta mày đều sai hết đó chưa? Mày nghĩ sao mày kiểu giang hồ mày? Trời đất ơi, mày làm gì mày quýnh nó dữ vậy? Nè, con nó dạy con là không được bảo hành. Mà tại sao mày quýnh nhỏ vậy nè hả? Thiệt tình luôn á. Đau quá nội ơi. Mày xạo chứ mày đau. Đau cái gì hả? Một là đưa điện thoại cho mẹ. Hai, được cái đít đây. Tôi nựng. Nhanh. Nè mẹ, mày đừng có nựng con nha mẹ. Đi. Cái thằng anh lẻo mép. Ủa, có chuyện gì vậy? Sao lại đấm vào giường vậy ta? Im đi cái thằng này. Ba ơi, thằng bẩn nó kêu con bằng thằng kìa. Bà mới nghe con kêu anh con bằng thằng phải không? Không có đâu bà. Gia đình là gia đình có giáo dục. Ngay cả ông nội của con cũng kêu ba bằng thằng. Mẫn, anh sẽ giúp em nói chuyện với ba mẹ. Điều kiện là gì? 5 triệu. Cái gì? 1 triệu. Điên hả? 250. Nếu như em thấy mắc quá thì thôi. Rồi lỡ như làm thất bại rồi sao? Tôi bị mất tiền vô duyên hả? Thì bây giờ em đưa anh 50 trước đi. Sau khi thành công thì đưa anh 300 còn lại cũng được. Gì? Anh mới nói với tôi là 250 rồi giờ 300 là sao? Thì trả sau mà lúc nào cũng mắc hơn trả trước đúng không? Sao? Em có đồng ý không? Khoan đã. Ký nhận vô đàng hoàng là sau khi thành công phải đưa Minh thêm 300 ngàn. Nhảy lên. Làm việc phải rõ ràng. Rồi, từ đây. Hợp tác thành công. Nhớ đó,